Ý có một bạn nhận được bản rồi kìa. Wow. Nè Uni có nè. Uni đâu? Nè. Ủa trời ơi Uni có luôn à. Hello mọi người, lại là mình đấy. Jun nè. Ủa cái bè kia ở đâu đây vậy? Bè đi đâu đây? Sao lúc mà tôi chào cũng có bè ở vậy? Tôi núp trong cái cây này nãy giờ không thấy tôi hả? Ờ mày đi đây, tôi chào lại. Hello mọi người, lại là mình đấy. Uni nè. Có chịu rồi. Ok, thì clip của ngày hôm nay như cái tiêu đề là mấy bạn đã đọc là mình sẽ chỉ cho mọi người đi lấy những cái bản tên mà hiện tại mình biết nha. Có thể là mọi người đang còn ấy, nhưng mà cũng có thể là mấy bạn cũng đã biết rồi, đúng không anh này? Không. Bè này tôi không có giỡn mặt nha, bè có quay clip hoặc bè không quay thì bè đi ra chỗ khác để tôi quay chứ. Anh đuổi tôi. Không có. Đi nè. Thì cái bản tên đầu tiên em biết ở đâu không? Nó cực kỳ là dễ luôn không anh này? Ở đâu vậy? Đây, bây giờ là anh sẽ làm thử cho em xem nha, em nhớ là em làm theo anh nha. Ok. Đây, chuẩn bị nè, em hãy lấy một cái hành động ra. Cái này. Ờ, em bấm nhiều vô nha, em bấm vô là tầm 30 lần tới 50 lần ô này này giống như anh nè. Đó, em vừa bấm em vừa đi. Đâu cần nhé, đâu cần nhiều. Ủa, anh đi nhận được rồi nè. Ý, được rồi kìa mọi người, nhận bản tên dancer. Và đây là cái bản tên đầu tiên mà mình nhận. Đó, tôi nhảy khi buồn. Ủa vậy là cái này nó kêu là những lúc mà mình vui là mình không có được nhảy ô này. À, mình vui thì mình giả bộ buồn để mình nhảy. À, là buồn nha mọi người, hiện tại là mình đang buồn này đó. Mình buồn là mình sẽ nhảy. Hu. Đấy, bản tên đầu tiên là mình chỉ là mở đầu cho mấy bạn xem thôi. Bây giờ là mình sẽ chỉ cho mọi người ở trong khu vực Playland này có bao nhiêu cái bản tên. Đó, Uni đâu? Đi theo anh nè. Đây, Uni đây. Đầu tiên là mấy bạn hãy chạy vô trường học trước nha. Thì trong trường học này là chúng ta sẽ có 3 cái bản tên. Đấy không mọi người, mình mới chạy vô trường học này thì mấy bạn hãy chọn giúp mình là chỗ cái phòng gì Uni, phòng âm nhạc đúng không? Music Room kìa. Nếu mà mấy bạn ở server Việt Nam á là nó sẽ hiện lên là cái phòng âm nhạc nha. Cái này mấy cái trên này mới được, cái này với cái này. À Uni bấm ở đó nha, em bấm piano nha. Đây. Vô. Ê, được rồi kìa. Trời ơi, mới nói xong luôn á, nhận bản tên âm nhạc nha. Bây giờ mình sẽ vô mình nhận cho mấy bạn xem bản tên. Thấy chưa, bản nhạc không thể thiếu chúng tôi trong lễ hội trường. Rồi, tiếp đến là cái bản tên ở trong cái trường hợp này luôn. Đó chính là mấy bạn phải học là đủ 5 tiết, về 5 cái điểm yếp nha mọi người. Hiện tại là những bạn nào mà không nhận được á là không nên treo nha. Mấy bạn phải vô đây học nè, mấy bạn để cái máy đây để cho nó hiện cái điểm yếp lên đó, đúng không anh này? Đúng. Như trên màn hình là mấy bạn sẽ thấy sau khi mà chúng ta học xong 5 điểm yếp là chúng ta sẽ có một cái bảng như này nè mọi người. Học sinh lưu quan. Và tiếp đến là cái bản tên nó cũng liên quan tới trường học luôn. Sau khi mà mọi người bấm vô cái con nhân vật của mọi người này, đó. Bạn ở đây nó chỉ cần ghi là tôi muốn đi học là mấy bạn hãy chạy vô cái trường học lập tức nha, kiểu như là mình thực hiện nhu cầu của nó là chúng ta sẽ nhận được một cái bản tên hội học sinh. Đó, hiện tại là trong cái trường hợp này mình mới biết là ba cái bản tên thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ qua khu khác nha. Qua đằng sau của mình là mọi người thấy gì không? Đó chính là sân bay. Là chúng ta sẽ có gì? Là chúng ta sẽ có Uni. Uni bỏ qua một bên nha. Các bản tên tiếp theo thì nó sẽ liên quan tới đi du lịch nha mọi người. Thì ở đây là mọi người thấy không? Là chúng ta sẽ có tổng cộng đâu đó là 5 nước: Đông Á nè, Phố Á, Phố Âu, Phố Mỹ và Phố Nhật. Thì muốn nhận được cái bản tên phi công này là bắt buộc là mấy bạn phải đi đâu đó là 20 lần. Mấy bạn phải cho nó đóng dấu mộc như thế này nè, đủ 20 lần là mấy bạn sẽ nhận được cái bản tên là phi công. Nhưng có một điểm lưu ý cho mấy bạn là mấy bạn không nên bay về Việt Nam nha, tại mọi người biết sao không? Tại Việt Nam nó không có cái dấu đóng mộc mà mọi người, nên là mọi người sẽ không nhận được đâu. Mấy bạn phải đi về Đông Á hay là Phố Mỹ, Phố Âu gì đó. Nó mới tính cho mọi người. Đi thôi. Ủa mày đi đâu vậy anh này? Em cũng không biết nữa, mình đi đâu vậy? Ủa mất mới gì kêu anh lên xe để kêu không biết là sao trời? Hình như là đi vô khách sạn á. Đi vô khách sạn làm gì? Đi vô khách sạn có nhiều cái vui lắm. Nhiều cái vui cái gì bà ơi? Muốn lấy được những cái bản tên như này là mấy bạn phải vô khách sạn nha. Bây giờ là mình sẽ chỉ cho mọi người lấy những cái này luôn. Thì những bạn nào mà có rồi thì mấy bạn xem ủng hộ mình cũng được. Thì đầu tiên là mấy bạn hãy chạy lại chỗ cái này giúp mình nha mọi người. Mấy bạn này đông quá trời luôn nè. Oh no, mấy bạn đang làm rồi. Ôi gì thôi, mình quay bên chiếc xe này đi Uni. Xe này cũng có được cái bản tên nha. Đó, mấy bạn lấy rồi xong mấy bạn tắt. Rồi mấy bạn lấy tiếp rồi mấy bạn tắt. Lấy tắt đủ nha mọi người. Đó, đủ mấy lần là chúng ta sẽ nhận được là cái billboard. Hình như là 5 lần á. Anh cũng quên rồi, nhưng mà mấy bạn cứ bấm vô đó là mấy bạn sẽ nhận được nha. Đấy, billboard này. Đồ này ơi, bây giờ là mình vô trong kia thôi. Ý, bạn này làm xong rồi nè Chun Chun. Làm xong chưa? Đấy, bạn này làm xong rồi nè. Thì cái này là mấy bạn phải bấm là đủ là 15 lần nha mọi người. 15 lần, hồi nãy giờ mấy lần mình cũng không biết nữa. Nói chung là từ 15 lần trở lên á. Đó kìa mọi người, sau khi mà bấm đủ từ 15 tới 30 lần là chúng ta sẽ nhận được là một cái bản tên quản lý khách sạn nha. Đây, bây giờ mình sẽ vô mà nhận cho mấy bạn xem. Ok, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất. Rồi bây giờ đi thôi này ơi, vô sau bè này. Anh Chun Chun làm massage cho này nha. Không, muốn này massage cho anh chứ, anh làm mệt mỏi mẹ. Nên là em phải massage cho anh chứ. Anh massage cho em, anh mới nhận được bản tên chứ. Ủa gì vậy? Ui, bạn kia đánh em. Không, bạn kia massage cho em. Anh phải đứng lên nhảy xuống liên tục luôn. Đây, đúng anh đang bắn nè. Oh no, bạn kia đánh em, Chun Chun đây. Ồ đúng rồi, đánh luôn này, xỉu luôn đây. Cái sao kìa? Bạn đã nhận được bản tên kỹ thuật viên massage đó. À. Đấy không mọi người. Về ở trong khách sạn này là chúng ta sẽ có 3 cái bản tên và mình cũng đã làm xong hết rồi. Mấy bạn cứ làm theo clip của mình là được nha. Bây giờ là chúng ta sẽ tới với khu khác thôi này. Get go. Vị trí tiếp theo là ở đâu vậy anh? Em bẻ quay phải giúp anh. Đúng rồi. Vô chạy thẳng vô luôn. Vô siêu thị. Siêu thị mua đồ cho Uni. Yeah.
Như trên màn hình là các bạn sẽ thấy trong siêu thị này là chúng ta sẽ có là 5 cái bảng tên nha. Đầu tiên ở đây là mình thấy một cái nền tím này, mình sẽ chỉ cho mọi người lấy cái nhân viên bán hàng trước. Ủa này biết ở đâu không? Nhân viên bán hàng thì chắc là mấy cái chỗ này hả? Không không không, no no no, em phải qua quầy bán cơ. Em biết là cái clip hồi trước là anh đi báo với mọi người không? Nè anh cầm cái anh gì nè, mua bánh đi. Đúng rồi, bấm đủ nhiêu lần nha. Anh là bánh mì, em là bánh su kim. Đây mọi người cứ bấm cho mình nha. Đó mọi người cứ spam vậy là nó sẽ thành công, là chúng ta sẽ nhận được cái bảng tên thôi. Ừ nè bấm nhanh hơn anh luôn nè. Đó anh xong rồi kìa, nhân viên bán hàng. Thì có nè. Đây là cái bảng tên mà hồi nãy giờ là mình được nền tím nha mọi người, nhân viên bán hàng. Rồi khỏi đeo luôn. Tiếp đến vô đây Unni. Vô đâu? Phía cho mày là anh sẽ chỉ cho em cách làm bánh. Nè, anh đang làm bột. Sao nhìn anh giống đang tập tạ? Gì vậy trời, người ta làm bánh cứ tập tạ trời. Đó anh nhìn cái con nhân vật của anh kìa. Oh no, không được đâu. 1, 2, 1, 2. Đấy xong rồi kìa, thợ làm bánh cái này là mấy bạn phải làm đâu đó là từ 15 tới 30 lần nha. Các bạn là làm rất là nhanh, các bạn làm hơi bị lâu luôn á. Mọi người cứ làm theo clip của mình là sẽ nhận được thôi. Đây nè, thợ làm bánh. Sau khi mình nhận bản tên thợ làm bánh xong thì mấy bạn hãy ghé qua chỗ mua cà phê này nha. Là mấy bạn hãy vô đây nè. Mấy bạn mua là 11 cái cà phê là mấy bạn sẽ nhận được nhân viên bán thời gian. Quỳnh này mua chưa? Nhận không? Quỳnh này mua rồi. Có nè. Rồi tiếp đến là cái bảng tên nội trợ. Thì có nhiều bạn kêu mình là lại chỗ quầy thịt này hay là quầy mặt gì đó cứ spam bán là không có nha mọi người. Bắt buộc là mọi người phải vô siêu thị này, mấy bạn đi qua những cái gian hàng mè nó hiện cái giỏ hàng nó mới tính nha mấy bạn, phải đi một vòng siêu thị á. Sau khi mình đi xong mà chúng ta sẽ nhận được một cái bảng tên như thế này là ok rồi. Tình hình là mình đang đi tìm cái bảng tên nhưng mà mình phát hiện ra một đường là mọi người biết gì không? Đó thấy chưa? Đó rồi xong bé bị bao quanh luôn rồi. Còn ông Thanh hồi sao đâu Unni? Mới thấy ổng mà. Anh sao chạy rồi? Nè anh nhìn chat đi nè. Ổng đi rồi, ổng chạy rồi. Thôi chịu rồi, chắc anh xin bắt ông theo họ ông béo dữ giờ. Hiện tại là mình đã chỉ cho mọi người là nhận 12 cái bảng tên rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ đối với cái bảng tên thứ ba nha. Thì sát bên siêu thị luôn Unni. Phía bên này Unni ơi. Tiệm mì hả? Mì Thanh Long. Thì sau khi mình vô tiệm mì thì chúng ta sẽ làm gì? Thì mấy bạn hãy chạy lại chỗ cái bồn mà nước này với mình nha. Đây phía bên đây nè mọi người. Mọi người hãy bấm vô giúp mình là 5 lần. Hình như là cái cuối cùng mình sẽ được nha mọi người. Quê 5. Đó kêu mọi người. Người rửa chén. Đó là chúng ta sẽ nhận được là một cái bảng tên người rửa chén. Đây bây giờ mình sẽ nhận luôn. Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành bếp trưởng. À vậy là hiện tại là nhận cái bảng tên này mình mới chỉ là phụ bếp thôi này. Mình là người rửa chén. Ý Unni. Ơi. Anh thấy có mấy bạn nào ngâm trong tô mì nè. Vậy là nó sẽ có một cái bản tên gì đó liên quan ở trong cái tô nước mì nè mọi người. A few moments later. Ý có một bạn nhận được bản rồi kìa. Wow. Nè Unni có nè. Unni đâu? Nè. Ủa trời ơi Unni có luôn à. Ủa Unni hồi nãy là em ngâm dưới đây tầm bao nhiêu phút Unni? Unni ngâm chắc phải 10 phút luôn á Chun Chun. Ui cái bản tên của em đẹp ghê cơ kìa mọi người. Đó con nghiện mì gói thôi chịu hết. Nói chung là mấy bạn cứ ngâm bài đó thử đi, biết đâu là mấy bạn sẽ nhận được một cái bản tên đó thì sao. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi tiếp thôi này. Yeah đi thôi. Thì cái bản tên này là cái bản tên tân binh nha. Là mấy bạn phải lại chỗ sân bóng này. Là mấy bạn phải bấm vô đấy vô trái bóng á. Đủ 10 lần nha mọi người. Quá chín. Ủa nãy giờ mình có đếm sai chỗ nào không ta? 10. Không có luôn, vậy cái. Ủa được luôn kìa. Unni anh có ok, tân binh. Vậy đợi này xíu, này đá sắp xong rồi. Đây á mọi người, một cái bản tên tân binh mới. Và tiếp đến là một cái bản tên mình cực kỳ là thích. Đó chính là cái bản tên ăn trộm. Đó thì phía bên đây là mọi người thấy không? Một chiếc xe đạp bây giờ là mình sẽ. Ủa mất mới gì anh ghi lên chữ ư chi vậy? Ủa anh có ghi gì đâu? Là sao vậy? Unni cầm xe đạp chạy. Unni cảnh sát nha. Ui ông nhí gì? Ui ông chạy nhanh hơn mình luôn á. Chọc. Unni có cái xe, không sợ. Trời ơi, rồi tôi luôn rồi kìa. Thì cái cách nhận bản tên này thì cũng rất là đơn giản luôn, mọi người cứ làm theo nhiệm vụ. Nhưng mà thay vào đó là mấy bạn cũng sẽ nhận được tiền sao luôn nha. Đây, 1.000 tiền sao mấy bạn nhận bay lên. Nhận được bản tên ăn trộm. Ui Chun Chun, không để gì hết hả? Để gì? Đây là cái nhiệm vụ nhiều tiền sao nhất luôn á. Thế cái nhiệm vụ nhiều tiền nhất mà. Rồi bản tên ăn trộm. Thôi nhưng mà không đi cái này đâu, đi cái này là công an bắt đâu này. Ý Unni. Ý Unni thấy bên kia thấy nó sáng không? Nè, Unni sáng chỗ này. Đó, thì những bạn nào mà đứng ở chỗ xã trung tâm á, mà mấy bạn thấy những cái ngôi sao mà nó sáng như thế này này, thì mấy bạn đứng đây giúp mình nha. Mấy bạn đứng đây cỡ tầm là 30 giây là mấy bạn sẽ nhận được một cái bản tên thực tập sinh. Chun, có thấy Unni đang nhảy không? Nè, em không biết nữa, em vô đây cái nó tự cho em nhảy nè. Đâu rồi, em đứng yên đi. Nè. Ủa, sao anh không có? Anh nhảy lên. Ơi được rồi kìa, anh ngồi xuống anh nhảy luôn anh này. Thì những bạn nào mà vô cái vòng này mà kiểu như là nó sáng lên á, là khi mà chúng ta vô là cái con nhân vật của mình sẽ tự nhảy nha. Ý Unni có nè. Unni có chưa? Gọi thôi Unni có. Anh cũng có rồi. Luôn rồi kìa, bản tên thực tập sinh. Wow.
Và chúng ta đã có thêm một cái bản tên mới rồi. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi làm hai cái bản tên tiếp theo, đó chính là liên quan tới cái máy cà phê này nha mọi người. Là mấy bạn phải pha chế là 30 lần là chúng ta sẽ nhận được là một cái nhân viên pha chế, và 50 lần là bậc thầy pha chế nha. Thì như trên màn hình đó mà bạn sẽ thấy nè, mọi người thấy Uni ký tôi quá trời luôn không? Đó, Uni ký hình như là 100 lần đúng không Uni? Đúng rồi. Sau khi mà ký đủ 100 lần là chúng ta sẽ nhận được là một cái bản tên mới, nhà văn Big. Biết gì? Biết seller à? Nhà văn biết seller. Ghê vậy, nãy giờ mình đi lấy bản tên nhưng mà mình quên một chỗ mọi người, đó chính là Tô Thị Chính. Hiện tại là ở trong đây là chúng ta sẽ có hai cái bản tên nha. Thì những bạn nào mà có rồi thì mấy bạn cũng có thể là tu quay khúc này cũng được. Thì cái đầu tiên thì sao thì mấy bạn hãy lại chọn cái máy in nè. Sao bán bao nhiêu lần của nị? Thì bán 30 lần. 70 lần luôn à? Đúng đúng đúng. Úi, sau khi mà xong rồi chúng ta sẽ nhận được nha mọi người, 30 lần đúng luôn, đúng 30 lần luôn. Là thư ký. Và cái bản tên tiếp theo là nhân viên công chức. Thì mấy bạn hãy ngồi trên cái ghế này giúp mình nha. Mấy bạn hãy treo ở đây là tầm 1 phút đúng không này, 1 phút đúng không? Anh nhớ là không làm mà 1 phút á. Hình như là vậy á, rồi Chun Chun sẽ xoa bụng cho anh này. Thôi chịu rồi, đó, là mình sẽ xoa bụng anh đi chứ. Rồi tiếp đến là bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người là cách lấy cái bản tên nhân viên ngân hàng. Thì mấy bạn sau khi mà chạy vô ngân hàng á, để mấy bạn đi lên lầu 2 với mình nha. Sau khi mình lên được lầu 2 là mấy bạn hãy chạy qua chỗ cái bè gì nè mọi người, bè delay gì nè. Nhưng mà mấy bạn hãy qua phía bên này đó, chỗ trò chơi này. Hình như là cái này là mình chơi trò chơi rửa tiền á. Sau khi mà chơi xong cái này là mấy bạn hãy bấm thoát ra nha. Đấy không mọi người, sau khi mà chơi xong mà chúng ta sẽ nhận được là một cái bản tên nhân viên ngân hàng. Ok, thì nãy giờ là mình cũng để chỉ cho mọi người cũng khá là nhiều ha. Hiện tại là mình chỉ mới biết là như thế thôi. Còn những bạn nào mà có những cái bản tên mới hơn thì có thể là bình luận xuống cho mình biết quá. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Đừng quên là để lại cho kênh của mình là một like, mọi người đăng ký kênh, nhấn cái chuông nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Yeah, anh nghĩ là trong này cũng có cái bản tên này mà mình không biết là làm như thế nào ở này. Bản tên là tốn tiền nè. Thôi chịu rồi, bạn có chờ không? Bye bye mọi người nha.